hâm hậu thiệt ta. Bây giờ anh đang từ từ di chuyển ra phía bên ngoài để mà lên nha các bạn. Đây, lúc nào cũng phải có một anh ra phía trước để mà quan sát tiếp anh tài công nha. Rồi rồi, ok, ok. Quá dữ rồi. Giờ ở đây hai cửa mà không biết anh đi cửa nào nghe các bạn. Quá dữ rồi. Quá dữ rồi cây bồ này. Trời ơi kìa. Này mấy ổ ong gần thẳng chắc bỏ đi hết luôn á. Này biết anh qua không các bạn, hay là anh đậu lại đây. Bích trên tài công luôn kìa. Trời ơi. Nạp bay bay luôn. Tối nó lên chị các bạn. Đầu xong bây giờ anh đang chuẩn bị đi lên nha các bạn. Đang chuyển mưa, ở ngoài nó mưa rất là lớn nha. Đang thui cả một bầu trời luôn rồi. Đang canh để mà vô nha các bạn. Hiện tại thì anh đang đi nước ngược nha. Nước thì nó cũng chảy yếu hơn lúc nãy một chút nha các bạn. Chính xác nha các bạn. Rồi. Wow, nó bị bê xuống cái này rồi.
giờ ve ra phía bên ngoài nha các bạn. Bây giờ không biết là anh tài công anh đợi hay là anh đang xử lý để mà lên lần thứ hai đây. Thì anh xà lan anh đang xử lý nha, chưa có vô ngay trong lúc này nha các bạn. Có cái chú ở phía trước để mà quan sát tiếp mình tài công nha. Không biết là anh xà lan này có thể là vô lần thứ hai hay không, hay là đợi thêm một tí nữa các bạn. Anh quay đầu ra phía ngoài kia nha. Ảnh ra ngoài này anh đợi tí nữa anh mới vô nữa nghe các bạn. Đây, sau một khoảng thời gian đợi nước ổn định hơn tí thì bây giờ anh đang từ từ đi lên nha các bạn. Nước ở đây thì nó đang yếu dần đi nghe các bạn. Trời mưa luôn rồi nghe các bạn. Hiện tại thì mưa rất là lớn nha các bạn. Anh tài công thì anh đang đi cửa bên kia nha. Nãy qua cửa này không lọt, bây giờ qua cửa này không lên các bạn. Giờ nước dễ yếu thì anh tài công đi cửa bên kia nha. Hiện tại thì nước đang yếu dần nha các bạn. Trời ơi. Rồi anh tài công anh hạ cái mui xuống luôn rồi. Bạn thấy hôm qua ngay trong lúc trời mưa thì phải nói là rất là cực cho anh tài công nha. Rồi lên luôn anh ơi. Quá sướng luôn. Nước nhà hết trơn rồi các bạn.